Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với Bóng Đá Today. Và bản tin ngày hôm nay Bóng Đá Today đem đến cho quý vị với nội dung chính như sau. Cơ hội cho Man United bứt phá bảng xếp hạng ngoại hạng Anh. Man United mạnh tay thanh lý Pogba và Martial. Vòng 1/16 Europa League, MU gặp Real Sociedad. Vòng 1/8 Cúp C1, tử chiến Paris Saint-Germain Barca. Đội chủ sân Old Trafford cần nắm bắt thời điểm này để chiếm vị trí cao trên bảng xếp hạng của xứ sở sương mù sau khi bị loại khỏi Champions League mùa giải năm nay. Ngoài việc chờ đợi bốc thăm vòng bảng Europa League, mục tiêu của thầy trò Ole Gunnar Solskjaer thời gian tới chắc chắn sẽ là tập trung cho ngoại hạng Anh. Bởi lẽ đấu trường quốc nội từ lâu Manchester United cũng rất khát khao. Gần 10 năm, nhà hát của những giấc mơ không được nâng cao chiếc cúp vô địch dành cho ngôi vị số 1 xứ sở sương mù. Hiện tại, Quỷ đỏ thành Manchester đang có chuỗi ấn tượng ở ngoại hạng Anh. Sau 5 vòng đấu gần nhất, thầy trò Ole Gunnar Solskjaer đều bất bại, 4 chiến thắng và 1 trận hòa. Ở vòng đấu gần nhất, dù hòa Man City tẻ nhạt, nhưng đội chủ sân Old Trafford cũng cho thấy họ luôn trong tâm thế cạnh tranh mạnh mẽ với những đội bóng đua danh hiệu mùa này. Bởi thế, khi đang có được phong độ tốt ở giải quốc nội, đồng thời với việc bị loại khỏi Champions League, ngoại hạng Anh là đấu trường mà Solskjaer và các học trò có thể đặt quyết tâm cao độ. Mới đây phát biểu về lượt trận sắp tới, Solskjaer cũng cho rằng giai đoạn Giáng sinh là khoảng thời gian mà thứ hạng tại ngoại hạng Anh sẽ có nhiều biến động. Cụ thể, mật độ thi đấu dày đặc cùng với việc các đội bóng lớn ở nước Anh tăng tốc cũng sẽ khiến cho cuộc đua xứ sở sương mù thêm gay cấn và quyết liệt hơn. Hiện tại, MU vẫn còn một trận chưa đấu để đúng với tiến độ của ngoại hạng. Nếu xét theo thành tích so với nhóm các đội dẫn đầu, thứ hạng mà Quỷ đỏ có thể đạt được vào lúc này là trong top 4. Vì lẽ đó, giai đoạn những trận đấu sát thềm năm mới sắp tới cũng là cơ hội để Man United ghi tên mình vào nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng mùa này. Bỏ qua những nỗi thất vọng, Solskjaer và bộ sậu huấn luyện viên hiểu rõ mùa giải phía trước vẫn còn rất dài và nhiều mục tiêu cho Man United chinh phục. Trước mắt, đấu trường thiết thực đối với Quỷ đỏ là ngoại hạng Anh, đồng thời Europa League cũng là nơi để chiến lược gia người Na Uy có thể ghi đậm dấu ấn của bản thân. Biết đâu được, việc bị loại khỏi Champions League lại là cơ hội để Solskjaer giành danh hiệu đầu tiên cùng Man United ở Europa League. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Ole Gunnar Solskjaer đã bán đi những cái tên ông không thể sử dụng, nhưng việc này chưa triệt để. Hiện tại ở Man United còn nhiều gương mặt thi đấu đáng thất vọng và chưa rời câu lạc bộ. Vẫn được Solskjaer cố gắng liệu cơm gắp mắm, nỗ lực sắp xếp vào đội hình và trao nhiều cơ hội. Tuy nhiên quãng thời gian bất ổn và công cuộc thanh lọc đội hình thiếu tính triệt để như hiện tại không thể kéo dài hơn. Trong số những gương mặt thi đấu đáng thất vọng nhất của Man United thời gian qua, Anthony Martial và Paul Pogba là hai ngôi sao điển hình. Hai cầu thủ người Pháp này dù được Solskjaer tạo điều kiện lẫn những phát ngôn bảo vệ bên ngoài sân cỏ, tuy nhiên cả hai chưa cho thấy quyết tâm chiến đấu lẫn sự thay đổi tích cực nhằm giúp đội bóng cải thiện thành tích chung. Trường hợp của Martial là nỗi thất vọng kéo dài, dù cho cựu ngôi sao của Monaco từng nhận rất nhiều sự kỳ vọng và được ban lãnh đạo Quỷ đỏ tin tưởng sẽ kết hợp cùng với Rashford tạo thành cặp bài trùng trên hàng công. Càng thi đấu, Martial càng lộ rõ nhiều vấn đề và có dấu hiệu chững lại, trong khi Paul Pogba lại là ví dụ của việc thượng tầng Man United chi rất nhiều tiền để mua sắm những bản hợp đồng bom tấn này, đến cuối cùng vẫn gây thất vọng không thể chối cãi. Bên cạnh tính thiếu đóng góp từ Pogba, người đại diện Mino Raiola cũng là drama khiến cho sự phát triển lẫn cải tổ đội hình Man United của Solskjaer cứ mãi rối rắm. Vì lẽ đó, thời gian tới, ban lãnh đạo Man United cần cân nhắc việc thanh lọc hai ngôi sao này nếu không muốn viễn cảnh tồi tệ cứ mãi kéo dài. Với việc nằm trong nhóm hạt giống và có rất nhiều cửa dễ, nhưng lá thăm từ cựu danh thủ Matic lại mang tới thử thách lớn cho MU. Trong hành trình chinh phục chức vô địch Europa League mùa giải năm nay, khi chạm trán đối thủ xương sầu Real Sociedad, so với Man United thi đấu thiếu ổn định kể từ mùa giải 2020-2021 khởi tranh và phải xuống chơi ở Europa League từ sau vòng bảng Champions League, thì Sociedad đang chơi rất hay ở La Liga lẫn Europa League. Họ lúc này dẫn đầu bảng xếp hạng La Liga mùa giải năm nay và có mặt ở vòng 1/16 với tư cách nhì bảng F. Trong quá khứ, hai câu lạc bộ này từng gặp nhau ở vòng bảng Champions League mùa giải 2013-2014. Khi đó, MU dưới thời của huấn luyện viên David Moyes có kết quả tốt trước Sociedad với một trận thắng và một trận hòa. Ở trận đấu sắp tới, MU sẽ phải làm khách tại Tây Ban Nha trước khi đá trận lượt về trên sân nhà Old Trafford. Như vậy, Quỷ đỏ sẽ phải có được kết quả thật tốt ở lượt đi để tránh gặp khó khăn trong màn tái đấu. Tưởng như MU là câu lạc bộ Anh đen đủi nhất ở vòng 1/16 thì Arsenal cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Đoàn quân của Mikel Arteta sẽ đối đầu với Benfica. Tuy nhiên Arsenal vẫn có đầy đủ sự tự tin khi chạm trán đối thủ đến từ Bồ Đào Nha. Lý do tới từ việc Arsenal có thể đá dở ở ngoại hạng Anh nhưng họ lại chơi cực hay ở Europa League, trọn vẹn 18 điểm sau 6 lượt đấu.
Rõ ràng Benfica mới là câu lạc bộ phải lo lắng khi chạm trán với Arsenal. Khác với MU và Arsenal, Tottenham Hotspur và Leicester City sáng cửa đi tiếp khi đối thủ của họ chỉ là Wolfsburg và Slavia Praha. Với thực lực và đẳng cấp hơn hẳn, Tottenham và Leicester City chắc chắn sẽ không gặp khó khăn trước hai câu lạc bộ này. So với Real Sociedad đụng trúng MU, Granada có lẽ khó cửa sống khi gặp phải một ứng viên vô địch khác là Napoli. Và cuối cùng, Villarreal chắc chắn chẳng vui vẻ gì khi chạm trán với Salzburg. Để có thể giành vé đi tiếp, ba câu lạc bộ này cần phải có được kết quả thật tốt ở lượt đi, bởi nếu thua trận, cánh cửa vào vòng 1/8 sẽ sớm khép lại. Barcelona và Paris Saint-Germain sẽ là cặp đấu đáng chú ý nhất vòng 1/8, nhưng Chelsea cũng hứa hẹn sẽ gặp nhiều khó khăn trước Atletico Madrid. Kết quả bốc thăm vòng 1/8 UEFA Champions League đã mang lại hai cặp đấu rất đáng chú ý, đều có sự góp mặt của các đại diện La Liga. Barcelona và Paris Saint-Germain sẽ một lần nữa gặp nhau ở vòng đấu này sau lần Barca ngược dòng kinh điển cách đây 3 năm. Nhưng giờ thì Neymar và Messi đã không còn chung chiến tuyến mà sẽ là đối thủ của nhau. Ngay trước khi lễ bốc thăm diễn ra thì báo chí Pháp đưa tin Neymar không bị dạn mắt cá sau chấn thương nặng vừa xảy ra. Do đó anh có thể sẽ chỉ phải nghỉ tầm từ 3 đến 6 tuần hoặc nhiều lắm là 8 tuần. Như vậy anh sẽ đủ khả năng để trở lại kịp cho trận đấu với Barca. Và Paris Saint-Germain cần điều đó do phong độ của Neymar ở Champions League vẫn ổn định, trong khi Kylian Mbappe mới chỉ phá vỡ chuỗi tịt ngòi 1 năm ở trận đấu cuối của vòng bảng. Còn với Barca, họ có thể thở vào bởi ít ra họ sẽ không sớm gặp đội bóng đương kim vô địch Bayern Munich. Tuy nhiên, Paris Saint-Germain sẽ là một thử thách đáng gờm theo cách khác so với năm 2017. Họ không chỉ là đương kim Á quân của mùa giải năm ngoái mà còn có Neymar và Mbappe. Ngoài ra, họ biết sự yếu kém trong phòng ngự của Barca mùa này và có thể chơi phản công nhanh để khai thác tốc độ của các tiền đạo. Trong khi đó, cặp đấu tử thần thứ hai ở vòng 1/8 mùa này là Chelsea và Atletico Madrid. Một lần nữa cho thấy Chelsea dường như đang bị ám quẻ khi nhiều năm qua bắt toàn đối thủ mạnh ở vòng 1/8. Hai lần gặp Paris Saint-Germain, Barca, Bayern và giờ là Atletico. Nhưng trong các đối thủ mùa này, Chelsea có thể gặp phải thì Atletico Madrid có thể nói là đội khắc tinh nhất xét riêng về cách chơi. Atletico mùa này đã chơi tấn công nhiều hơn với phong độ tốt của Luis Suarez, Joao Felix và Llorente. Nhưng họ vẫn là đội bóng do Diego Simeone dẫn dắt và do đó đề cao sức mạnh phòng ngự. Đây sẽ là điều gây khó khăn cho các tiền đạo của Chelsea, mà nhất là Timo Werner. Anh hoạt động tốt trong không gian mở, nhưng Atletico Madrid sẽ không để tiền đạo người Đức này có cơ hội. Một yếu tố nữa cần phải nói thêm là Chelsea dù mùa này đang đua tranh ngôi vô địch, nhưng họ vẫn là một đội quân tương đối trẻ và non kinh nghiệm ở Champions League. Họ thua đậm Bayern Munich ở mùa trước và dù Atletico Madrid không đáng sợ bằng nhà vô địch nước Đức, vấn đề tâm lý vẫn sẽ là một bài toán mà huấn luyện viên Frank Lampard phải lưu tâm. Ở các cặp đấu còn lại, Man City tiếp tục chuỗi may mắn gặp toàn đối thủ dưới cơ ở vòng 1/8 khi Mönchengladbach được đánh giá khá yếu trong các đội nhóm 2, trong khi Porto và Lazio không thực sự đủ mạnh để khiến Juve và Bayern Munich phải lo lắng. Sevilla và Dortmund khá cân bằng, trong khi Leipzig và Atalanta có thể sẽ gây những khó khăn nhất định cho Liverpool và Real Madrid. Bản tin hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Đừng quên ấn đăng ký và ấn chuông để cùng cập nhật những tin tức bóng đá mới nhất trên toàn cầu. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.